Xin chào các anh em đã quay trở lại Bách khoa điện tử. Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn các anh em sử dụng một phần mềm mô phỏng điện tử và thiết kế điện tử rất là chuyên nghiệp, đó là Proteus. Các bạn khởi động nó lên. Phiên bản này nó đã lên đến phiên bản thứ 8 rồi. Đây là một phần mềm rất là chuyên nghiệp khi mà các bạn thiết kế mạch in này, thiết kế mạch nguyên lý và mô phỏng. Để có thể tạo ra một cái dự án mới, các bạn ấn vào file New Project. Đặt tên. Mình sẽ đặt tên là hướng dẫn vẽ mạch lịch. Ở đây các bạn sẽ chọn khổ giấy mà các bạn muốn vẽ, tùy vào cái số lượng linh kiện các bạn chọn to hoặc nhỏ nhé. Thông thường mình sẽ chọn A3 lịch lịch lịch. Kết thúc. Sau khi cài đặt phần mềm thì đây là cái giao diện mà chúng ta có thể thiết kế mạch nguyên lý ở đây. Các bạn sẽ để ý cho mình hai cái thanh menu chính. Một thanh menu ở phía trên này. Đó là gồm những cái công cụ cơ bản, bao gồm phóng to thu nhỏ này, định vị tọa độ này, cũng như là chuyển sang cái chế độ vẽ mạch in hay là nhìn 3D. Thanh công cụ phía bên trái là cái thanh công cụ chứa những cái công cụ mà để chứa những cái công cụ chuyên dụng tùy vào vẽ mạch in hay là vẽ mạch nguyên lý. Bây giờ mình muốn vẽ một cái mạch in với cái yêu cầu là bật một lần đèn led sẽ sáng, bật lần thứ hai đèn led tắt, điện áp cấp vào là 5V, có các cái cầu đấu đưa ra đèn led này, cầu đấu cấp nguồn này và cầu đấu đấu vào nút nhấn. Cái thiết kế đã có sẵn trong đầu của mình rồi. Các bạn muốn gọi linh kiện ra, các bạn sẽ vào số component mode này, cái hình tam giác của cái biểu tượng op amp này nhá. Sau đó các bạn gõ chữ P trên bàn phím, tìm ra cái con linh kiện mà các bạn muốn vẽ. Mình sẽ cần sử dụng một con IC4013. Đây là một ví dụ cụ thể của mình thôi. Còn trong thực tế các bạn muốn vẽ như thế nào, linh kiện như nào, các bạn gõ nó ra. Các bạn chọn cái con linh kiện này, ấn OK. Rồi, gọi đèn led, các bạn ấn chữ P, gọi chữ led này. Mình muốn chọn màu đỏ, các bạn gọi thêm chữ red nữa. Chỗ này có mô phỏng, các bạn sẽ chọn led red cho mình. Nó hiện ra cái ký tự con led này. OK. Mình sẽ sử dụng hai con đèn led mắc nối tiếp nhau song song với cả hai con đèn led. Mạch điện này sẽ cần nguồn nuôi. Các bạn vào cái thanh công cụ từ PLM này, Power. Cái nhãn này nó sẽ mặc định là 5V. Chọn mát nuôi ra số ground này. Trong mạch điện này thì chân 4 và chân 6 sẽ nối với mát. Để điều khiển thì có cụm đèn led này. Con IC4013 sẽ kích thích một con transistor. Mình sẽ sử dụng con tip 41. Các bạn ấn P. Đó, con linh kiện tip 41. Nối nó ra chân C đối với cụm led. Cần con trở hạn dòng cho chân B và cần con trở hạn dòng cho cụm led này. P tiếp 220. Các bạn chọn vào phần resistor điện trở. Mình chọn 0.6W đây. Nối nó ra. Con IC này muốn đảo trạng thái sau mỗi lần bấm phím thì sẽ cần phải hồi tiếp từ chân 2 quay trở lại chân 5. Để ổn định cái xung bấm ở cái chân 3 này, mình sẽ cần sử dụng một con điện trở và một con trụ điện. Các bạn vào component mode này để lấy lại những cái linh kiện đã gọi. Chọn con trở này. Xoay cái hướng của linh kiện cho dễ nhìn thì các bạn sẽ bấm chuột phải vào nó. Chọn vào các mục quay trái quay phải. Thay đổi giá trị linh kiện, các bạn bấm đúp vào. Ở đây mình chọn con trở 10K. OK. Các linh kiện mà đã gọi ra rồi, các bạn có thể nhân bản nó lên bằng cách copy. Ấn chuột trái giữ khoanh cái linh kiện mà cần copy này. Ấn chuột phải copy. Đó, nó sẽ ra để cho các bạn nhân bản nó lên. Ấn chuột phải để hủy. Rồi. Chân này sẽ đưa vào chân 3 clock.
Để lấy phím mô phỏng, các bạn ấn chữ P, gõ bút tông, chọn bút tông Activer này, lôi phím ra. Một chân của phím sẽ lôi vào đường 5V, một chân của phím sẽ lôi vào cái chân bar này, nên con chảo này sẽ được song song với một con trụ gốm để dập xung nhiễu. Ấn chữ P, các bạn gõ 10 là capacitor này, các bạn chọn là ceramic disc nhé, trụ gốm nhé, chọn đây, nồi nó ra. Móc song song với con LR này, các bạn bấm vào cái nút tam giác này để mô phỏng play. Hiện tại mạch điện nó sẵn sàng chạy, bấm lần 1 để nét sáng. Cái tín hiệu Q được trên 1 này nó tạo ra mức cao, kích thích con transistor dẫn và giữ trạng thái. Muốn đảo trạng thái từ Q sang Q đảo thì các bạn bấm một lần nữa. Đó, cái chân 1 này nó đã về mức 0V, và cái mức 5V mức cao nó sẽ chuyển sang chân 2 con IC4013. Tiếp tục như thế, bấm một lần nữa, nó lại lặp lại trạng thái. Bấm một lần nữa là tắt. Ok, thì đây là cái mạch nguyên lý và cái phần mô phỏng đã đúng với cả ý tưởng của chúng ta. Để thiết kế mạch in thì mình muốn là cái cụm đèn led này được đấu ra một cầu đấu. Cái đường nguồn này sẽ được đấu ra một cầu đấu, và cái nút nhấn này sẽ được đấu ra một cầu đấu. Vậy là có 3 cầu đấu. Nguồn muốn ổn định thì cần một con trụ nữa. Mình sẽ chọn P, gõ 1000. Các bạn chọn vào phần trụ capacitor, chọn hai tem, chọn 16V 1000mi đi. Đây, nó ra con trụ như này, các bạn ấn OK. Cực dương đấu vào dương này, cực âm của trụ đấu vào mát này. Muốn có cầu đấu thì các bạn ấn chữ P, gõ T block. À, chọn cái cầu đấu M2 này. Mình sẽ chỉnh luôn nét này, cầu đấu nguồn. DC 5V. Cầu đấu phím nhấn. Nút nhấn. Ok. Khi mà các bạn lôi cái cầu đấu ra, nó là một cái linh kiện không có hỗ trợ mô phỏng, nên là khi các bạn bấm mô phỏng ấy, nó sẽ báo lỗi. Bấm chạy đây, đây nó sẽ báo lỗi này. Đấy. Để nó mô phỏng mà không bị báo lỗi ấy, thì các bạn sẽ bấm chuột phải cho mình, chọn điều chỉnh thuộc tính Edit Properties này. Đấy. Chọn là loại bỏ không cho mô phỏng nhé, cho cả 3 cái. Về sau mà các bạn vẽ mạch nguyên lý, nếu cái linh kiện nó không hỗ trợ mô phỏng thì các bạn sẽ chỉnh lại như thế này cho mình, để nó loại bỏ cái lỗi khi báo mô phỏng. Bây giờ mình sẽ mô phỏng này, nó đã hỗ trợ rồi và nó không báo lỗi nữa. Bật, tắt, bật, tắt. Các bạn muốn đo cái tín hiệu điện áp hoặc là quan sát trên máy hiện sóng thì các bạn vào cái phần công cụ này, Virtual Instrument Mode này, là cái công cụ ảo. Ở đây mình sẽ lôi ra một cái DC voltmeter. Các bạn sẽ tạm dừng và đấu cái vôn này, quan sát cái UCE khi mà cái con tran này kích dẫn. Để đo được cái dòng điện đi qua led thì mình sẽ cắt cái đường này đi, cho vào cái DC ampere meter này đấu nối tiếp. Bây giờ sẽ mô phỏng hiện tại khi mà cái con IC này nó chưa kích dẫn con tran ấy. UCE của con tip này nó hiện là 5V. Lúc ấy điện áp rơi hết trên cái này. Lúc đó điện áp rơi hết trên con tran, đèn led không có một chút điện áp nào và không có sáng. Bây giờ mình sẽ bật lên này. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là 0,02 A, tức là khoảng 20mA, và UCE bằng 0V, tức là chân C
dẫn thông sang trên này về mát nhá, để nét sáng. Đó, thì những cái công cụ mô phỏng này rất là mạnh mẽ và tiện ích cho các bạn muốn mô phỏng, đặc biệt là mô phỏng về lập trình vi xử lý hoặc là điện tử số. Trên cái thanh menu phía bên trên, các bạn ấn vào cái biểu tượng con IC màu đỏ PCB layout này, nó sẽ tạo ra một cái giao diện thiết kế mạch in ở đây. Chúng ta sẽ vẽ được cái mạch in ở trong cái vùng khoanh xanh này nha. Đầu tiên các bạn vẽ vào cái 2D graphic này, vẽ một cái bo mạch theo hình chữ nhật. Nó đây có đường thẳng là hình chữ nhật hình tròn này. Mình vẽ cái bo mạch này hình chữ nhật với kích thước là 3x4 cm. Ok. Các bạn bấm chuột phải vào cái khung vừa vẽ, chọn chân layer, chuyển sang bot EDGE này. Lúc này thì nó là một cái bảng mạch in đấy. Các bạn muốn xem cái bảng mạch in này ở dạng 3D, các bạn ấn vào biểu tượng con mắt này này, đang nhìn vào mạch in nhá, là nó sẽ mô phỏng 3D. Đây, thì đây chính là cái bo mạch của chúng ta, nhưng mà chưa có linh kiện gì. Ok, quay trở lại với cả thiết kế mạch in PCB layout này. Đó, giờ chúng ta sẽ vào cái công cụ component mode này. Trong cái sơ đồ nguyên lý và trong sơ đồ mạch in đều có component mode, khi ấn vào đây nó có những cái linh kiện xuất hiện mà chúng ta đã vẽ ở phần mạch nguyên lý. Giờ chúng ta sẽ kích vào các cái linh kiện chính để lôi nó vào đây nhá. Sẽ lôi những cái thành phần linh kiện chính trước. Sẽ lôi con IC này đầu tiên. Các bạn có thể xoay nó. Xoay nó thì các bạn cũng bấm chuột phải thôi, xong nó xoay theo cái này, theo hướng mà mình muốn. Cầu đấu đầu tiên này, cầu đấu với cấp nguồn, mình sẽ cho nó vào phía này. Rồi. Cầu đấu thứ hai là cầu đấu đưa ra nét, cho vào phía này. Ok. Con chan đi đo kích dẫn, xoay nó cho phía này. Đó, lôi cái con trụ nó ra. Con trụ 1000W đây, chính là con trụ nguồn. Ok. Ok, các bạn muốn xem cái 3D thì đây là cái việc mà chúng ta vừa sắp xếp cái phần linh kiện ạ. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy các cái tia lối màu xanh lá cây, đó là những cái đường mà mạch in chúng ta sẽ cần phải lối lại. Trong cái phần thanh công cụ chắc mo này, mặc định nó default. Những cái đường mạch in nhỏ ấy, đó là những cái đường tín hiệu. Các bạn có thể đi qua dưới lòng các chân linh kiện. Sau khi chúng ta đã lối hết các đường mạch in này, các bạn sẽ phải tùy chỉnh kích thước các đường tín hiệu và các cái đường nguồn. Thông thường các bạn sẽ phải chỉnh những cái đường nguồn, đường mát là có kích thước lớn hơn, mặc định thì nó nhỏ như này thôi. Các bạn bấm chuột phải vào đường mạch in, Channel Style này, điều chỉnh kích thước. Khi mà nó cảnh báo một cái khoanh đỏ như này, tức là nó đang báo rằng là có sự chạm chập rất là nguy hiểm, các bạn sẽ điều chỉnh kích thước nó nhỏ lại. Ok, như vậy là mình đã vẽ và điều chỉnh các cái đường mạch in. Các bạn xem lại 3D. Đây là phần sắp xếp linh kiện. Ở đây chúng ta có các cái nhãn, là cái này là phần nguồn cấp này, cái rắc này là rắc nguồn cấp này. Rắc nguồn cấp, rắc đấu ra đèn nét và cái này là đấu ra phím nhấn. Mình sẽ lôi cái nhãn ra cho các bạn dễ nhìn hơn. DC5V này đang bị chắn đúng không? Các bạn vào Select More này, chính là cái mũi con chuột này nhá. Chọn ở đây, lôi nó ra phần này. Đó.
nó không bị chắn nữa. Cái led này thấy lôi ra đây, quay trở lại xem 3D à, thì các bạn sẽ nhìn thấy các cái nhãn của các cầu đấu. Để nét sẽ đấu vào cái cọc này, 5V sẽ cấp vào cái đường này, cái cọc này, này. Và nút nhấn sẽ đấu vào đây. Đây là con IC4013 à, cái phần cụm này là cụm nhập dập nhiễu cái xung đưa vào cái chân ba của con IC này. Như vậy là sau video này mình đã hướng dẫn các bạn mới bắt đầu học điện tử từng bước một sử dụng phần mềm mô phỏng Proteus, vẽ mạch nguyên lý mô phỏng và cho đến thiết kế mạch in, xem cái mạch in đó ở dưới dạng 3D từng bước một. Đây là một bài hướng dẫn cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu học. Các bạn muốn tìm hiểu lương cao thì các bạn sẽ làm từng bước và tìm hiểu dần thêm những cái thanh công cụ ở trong đây. Chúc anh em thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử và hẹn gặp lại các anh em trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Bye.